À, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với TopKVN. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn về giá cũng như là chương trình khuyến mại mới nhất của dòng xe Toyota Rush. Và trước mắt quý anh chị các bạn là dòng xe Toyota Rush màu trắng. Đây là một chiếc xe mà cũng vừa được làm sạch để chuẩn bị giao bàn giao đến tay khách hàng. Với chiếc xe Toyota Rush này thì đang có mức giá niêm yết là 668 triệu đồng. Tất cả có lẽ là những người mà quan tâm về Rush nhiều rồi thì cũng không phải giới thiệu nhiều về dòng xe này. Tuy nhiên mình cũng sẽ giới thiệu qua một chút để cho những người mà chưa tìm hiểu về dòng xe này và đang muốn tìm một cái dòng xe 7 chỗ, một dòng xe 7 chỗ trong tầm giá khoảng từ 750 triệu đổ lại, khoảng tầm từ 750 triệu đổ lại để chúng ta mua. Thì Rush cũng là một dòng xe để chúng ta đáng cân nhắc và tìm hiểu hơn. Chiếc xe này thì hiện tại thì đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và là một dòng xe 7 chỗ. Một dòng xe 7 chỗ và có dung tích xi lanh là 1.5. Đó, dung tích xi lanh là 1.5 thôi, bằng với cả Toyota Vios. Tuy nhiên là dẫn động cầu sau các bạn ạ. Dẫn động cầu sau. Đó, cho nên là chúng ta cũng không e ngại, cũng chưa thấy khách nào hàng nào phàn nàn về vấn đề yếu hay là như nào đấy của dòng xe này. Cùng phân khúc với Toyota Rush, chúng ta có nhiều sự lựa chọn nữa. Ví dụ như là Mitsubishi Xpander hay là Suzuki Ertiga, rất nhiều các thương hiệu khác cũng đang cung cấp phổ biến thị trường những cái dòng xe mà phổ thông MPV tầm cỡ nhỏ như này. Với dòng xe này thì Toyota Rush thì đang có mức giá niêm yết là 668 triệu đồng. Và hiện tại thời điểm mới nhất trong cái dịp giữa tháng 5 này mình cập nhật cho quý anh chị và các bạn thì nó đang khuyến mại cho quý anh chị các bạn là từ 10 đến 15 triệu đồng. Và đang khuyến mại thêm cho quý anh chị các bạn về dán kính cách nhiệt, trải sàn da hoặc là thêm về ghế da đâu đó. Ngoài ra hiện tại thì tại Toyota Anh Xuân này, Toyota Rush thì vẫn có những cái chiếc xe mà có giấy xuất xưởng 2019 đâu đó khoảng tầm tháng 11, tháng 12 gì đó thì đang cùng một mã model như này và cũng cùng một mức giá niêm yết là 668 và đang khuyến mại cho quý anh chị các bạn là từ 30 đến 35 triệu đồng. Ngoài ra thì phụ kiện vẫn tặng đầy đủ cho quý anh chị các bạn với cả hai phiên bản 2019 và 2020. Nếu chúng ta mà không thích thì có thể tặng quý anh chị các bạn chuyển thành bảo hiểm thân vỏ. Đó là những ưu đãi mới nhất của bên Toyota Anh Xuân dành tặng cho quý khách hàng. Nếu mà tính ra lăn bánh thì thực ra thì mỗi tỉnh thành phố sẽ có mức tính khác nhau, đặc biệt ở khu vực Hà Nội thì sẽ tính khác nhau. Hà Nội thì sẽ là 12% cộng với tiền biển 20 triệu, đó lớn hơn rất nhiều so với các tỉnh thành phố khác thì chúng ta chỉ chịu mức thuế là 10% thôi. Tuy nhiên mình nghĩ nó là 10 hay là 12 thì vẫn là con số rất là cao. Tuy nhiên hiện tại thì quy định của chúng ta là như vậy, thì chúng ta khi mua xe chúng ta bắt buộc chúng ta phải hoàn thành những cái mức phí thuế như vậy cho nhà nước thì chúng ta mới có thể lăn bánh được xe trên đường. Với chiếc xe Toyota Rush này thì quý khách hàng vẫn đang được hỗ trợ các ngân hàng hoặc là bên tài chính Toyota hỗ trợ cho quý anh chị các bạn từ 80% đổ lại trong cái thời gian này, khoảng tầm 80% đổ lại thôi là chúng ta có thể lấy được xe rồi. Có nghĩa là chúng ta cần phải chuẩn bị 20% xe là 20% của 668 các bạn nhé, 20% của 668 chứ không phải 20% của giá lăn bánh đâu, 20% của giá trị hóa đơn thôi đó. Còn lại là bên phía tài chính Toyota hoặc là các ngân hàng có thể hỗ trợ quý anh chị các bạn. Dòng xe này thì sử dụng cụm đèn là đèn full led. Đây là cụm đèn mà nếu so trong phân khúc thì là một điểm cộng rất nhiều, đúng không ạ? Gầm cũng tương đối cao hơn đấy. Cũng có đèn sương mù, một công cụ rất là hỗ trợ đắc lực chúng ta khi mà chúng ta đi vào những cái cung đường sương mù sáng sớm, đường sương mù. Bánh trước của chúng ta sử dụng phanh đĩa thủy lực các bạn nhé. Lốp thì là đan lốp. Gương tích hợp xi nhan trên gương rồi. Chúng ta cũng có nút mở điện ở trên tay nắm cửa này. Đó, chìa khóa đã là chìa khóa smart key rồi. Mình quay một chút về nội thất bên trong cho các bạn nhìn qua lại một chút. Ghế da, ghế nỉ, đây là xe nguyên bản.
tuy sắp bàn giao khách hàng nhưng mà cũng chưa lắp cho khách hàng này về cái phần ghế da, đúng không ạ? Các nút tinh chỉnh lên xuống kính rồi, tinh chỉnh lên xuống kính, auto vị trí người lái, tay cái khóa cửa cũng là ốp mạ chrome rồi, đúng không ạ? Gương thì cũng có nút gập gương bằng điện. Rồi, không gian nội thất để mình quay qua cho các bạn có thể nhìn ngắm một cách kỹ nhất về dòng xe này. Khi chúng ta lựa chọn, chúng ta có những cái lựa chọn phù hợp với mình. Màn hình DVD, vô lăng ba chấu cũng đầy đủ các nút tích hợp như điều chỉnh âm lượng, vô thanh, vô lăng chuyển kênh các kiểu. Đó, đó là ở khoang ghế khoang hành khách phía trước. Khoang ghế thứ hai thì cũng tương đối ổn. Một dòng xe 5+2 thì chúng ta không thể đòi hỏi rộng rãi như kiểu là Toyota Innova được. Toyota Innova là một dòng xe 8 chỗ cơ các bạn ạ. Trên đăng kiểm của Innova là 8 chỗ cơ, rộng hơn rất nhiều những cái dòng xe 5+2 này. Đó, chúng ta cũng có một cái nút cái mở xuống hàng ghế thứ hai bằng công tắc một chạm thôi. Một chạm là chúng ta có thể bước từ hàng ghế thứ nhất từ hàng ghế thứ hai xuống hàng ghế thứ ba rồi. Đó, rất là đơn giản thôi. Các bạn chắc có lẽ là khi chúng ta tìm hiểu về Rush chúng ta cũng biết nhiều rồi. Tuy nhiên mình cũng giới thiệu sơ qua một chút cho những người mà chưa biết về cái dòng xe này mà đang có mức đầu tư đâu đó khoảng tầm 750 triệu đổ lại. Thì Rush cũng là một sự lựa chọn ra xe gia đình tương đối ok. Mức nhiên liệu thì đâu đó khoảng tầm 6.5 lít cho các quý anh chị và các bạn. Đó, phanh sau, bánh sau của chúng ta là phanh tăng trống. Về phần đuôi xe thì đây mình quay các bạn dễ nhìn nhất để chúng ta có cái cảm nhận rằng là với cái thiết kế này có ưng được chúng ta không, có ưng mắt không. Nếu ưng được thì các bạn hãy cứ liên hệ với số hotline ngay bên dưới này để có thể qua trực tiếp địa chỉ của tại đại lý để chúng ta có thể là lái, nếu cần thì chúng ta có thể lái thử, hoặc là nếu cần thì chúng ta có thể là tìm hiểu trực tiếp thì sẽ đưa được ra những cái quyết định mua xe dễ hơn tại thời điểm này. Anten VKM ở bên trên cũng có một cái đèn phanh rồi, anten VKM này, đèn phanh này, đó, chữ Rush này, đèn sau cũng là đèn có hai dải để giải đèn LED đằng sau, nhìn rất chuông, trường xe, đấy là mình cái cảm nhận của mình về cái dòng xe này, một dòng xe mà gia đình, SUV cỡ nhỏ dành cho gia đình thì chúng ta đi Rush là ổn mà, tương đối ổn với dòng xe này. Nếu như quý anh chị và các bạn quan tâm, thì hãy cứ liên hệ với số hotline ở ngay bên dưới này. Tại vì như thế này, tại mỗi thời điểm thì Toyota hoặc là cái chính sách của các đại lý sẽ có những cái mức điều chỉnh như thế nào đấy về khuyến mại đâu đó cập nhật liên tục thì mình cũng sẽ báo lại cho quý anh chị các bạn nhanh gọn nhất. Hoặc là các bạn có thể cứ liên cực lên chúng ta thỉnh thoảng vào Top KVN để chúng ta cập nhật giá bất cứ dòng xe nào. Khi mà có sự thay đổi về giá khuyến mại thì mình sẽ báo ngay trên Top KVN này để quý anh chị các bạn có thể cập nhật nhanh gọn nhất và đưa được cái mức cái quyết định mua xe nó tại mỗi thời điểm nó ok nhất. Hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để chúng ta luôn luôn cập nhật giá và khuyến mại mới nhất cho tất cả các dòng xe, cùng với đó là thông tin của cái thị trường xe tại Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.